Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Đấy, ngày hôm nay này, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2021. Bên công ty lại đang trong cái quá trình là xuất xưởng lên đường cho anh khách hàng này là ở cái gì nhỉ? Bắc Giang. Anh khách hàng ở Bắc Giang, một tấm chiếu cẩm hồng, hàng mộc nguyên bản. Anh lấy mộc nha các bác. Đấy. Đang trong cái quá trình cẩu hàng cho anh rồi. Ngày hôm nay là anh sẽ nhận được hàng thôi, nên là em sẽ quay một video để gửi tới anh cũng như toàn thể quý khách hàng có đang theo dõi trên kênh YouTube, Facebook Cầu Sông Tàu cũng như Zalo Tiến Hoàng Anh, có thể biết được là hàng bên công ty em vẫn xuất xưởng bình thường. Và không những hàng bán hoàn thiện mà trong những cái quá trình mà hàng mộc nhá các bác, hàng mộc, hàng xẻ xong, các bác có nhu cầu lấy luôn thì bên em vẫn vận chuyển bình thường nhá. Đấy, bên em hàng xẻ ra khách đặt gạch ngay trên dàn máy xẻ luôn các bác ạ. Đấy, bán lẻ rẻ còn hơn bán buôn cơ, nên là bác nào có nhu cầu cứ alo đến công ty Hoàng Anh Tiến để được báo giá cực hợp lý cho các bác. Đấy, các bác có thể là lấy mộc về làm cũng được, hoặc là các bác có thể là đến xem mộc trực tiếp để bên em hoàn thiện cho các bác luôn nhá. Đấy, hàng bên em đây đang trong cái quá trình cẩu hàng đây. Thời tiết ở Thanh Hóa là mưa gió nhưng mà bên công ty vẫn xuất xưởng bình thường nhá. Đấy, lên đường một tấm chiếu cẩm hồng hàng mộc cho anh khách hàng ở Bắc Giang. Đấy, đầu Bắc Giang các bác ạ. Đây là bác nào có nhu cầu, đây là bác nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0888888836 hoặc 0931392777. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của bên em theo địa chỉ sau: cơ sở 2, đường Tránh, thành phố Cầu Sông Tàu, thành phố Thanh Hóa. Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.